Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của D-Reviews. Và trên tay mình hiện tại đang là sản phẩm Samsung Galaxy S10 Plus. Một cái sản phẩm mà nó đã được rất là nhiều kênh review mở hộp rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là mình sẽ uống hết 10 ly rượu này. Sau đó thì sẽ unbox cái sản phẩm đó chính là S10 Plus để xem là độ feel khi mà mở hộp thì nó có feel hơn hay không nhá. Thử thách này sẽ có tên là mượn rượu mở hộp. Vodka cảm xúc chỉ có thể tốt hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu mở hộp Samsung Galaxy S10 Plus nhá. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Anh khu đứng hình mất 5 giây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ để chiếc máy này sang một bên và mình sẽ khám phá cái phần phụ kiện của chiếc Samsung Galaxy S10 này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái phần củ sạc. Củ sạc này sẽ có công nghệ sạc nhanh là Quick Charge và nó sẽ có đầu ra là 5V 2A. Và chúng ta cũng sẽ có cái cổng chuyển đổi OTG rất là thích hợp với những cái bạn nào mà dùng MacBook. Và đây cũng sẽ là cái và đây nó sẽ là cái dây sạc Type-C. Cái dây sạc Type-C này được đóng gói rất là cẩn thận và nó cũng đã xuất hiện từ cái đời Samsung Galaxy S8, S9 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đến cái phần tai nghe. Cái phần tai nghe này chính là tai nghe AKG, nó sẽ được tích hợp trên tất cả những cái dòng sản phẩm Samsung Galaxy S. Và mình thấy là Samsung nó cũng khá là chu đáo khi mà tích hợp cho anh em mình rất là nhiều những cái món phụ kiện. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có một cái que chọc SIM đi kèm với những bộ sách hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10 Plus với một mặt lưng rất là sexy. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ bóc siêu mặt lưng của chiếc Samsung Galaxy S10 Plus và chúng ta sẽ có một mặt lưng rất là đẹp với phiên bản là màu trắng, ánh xanh, ngọc trai. Và ở cái mặt lưng này thì nó sẽ được tích hợp là cái mặt lưng có kính Gorilla Glass là 5. Còn ở phía mặt trước này chúng ta sẽ có một cái mặt kính Gorilla Glass là 6. Và bây giờ thì mình sẽ khởi động chiếc Samsung Galaxy S10 Plus này lên. Và bên cạnh đó thì mình sẽ đánh giá thêm về cái độ hoạt gia công hoàn thiện. Thì ở phía cạnh dưới này chúng ta sẽ có một cái giải loa đi kèm với cả cổng sạc Type-C cũng như là jack tai nghe 3.5 vẫn được giữ lại để có thể giúp cho các bạn có thể nghe nhạc một cách thuận lợi hơn rất là nhiều. Và ở cái phần khung này của máy thì sẽ là khung thép, khung kim loại rất là chắc chắn. Và mình cảm giác là nó khá là giống với những cái sản phẩm iPhone. Nói chung là cái mặt cái phần khung này thì mình đánh giá nó cũng khá là dễ xước đấy. Còn ở mặt trên thì chúng ta sẽ có phần khay SIM. Mình sẽ mở cái khay SIM này ra để xem sao. Rồi chúng ta sẽ có một cái khay SIM được tích hợp là một SIM đi kèm với một thẻ nhớ, hoặc là các bạn có thể sử dụng hai SIM song song cũng được. Đó, và mình sẽ đút lại vào đây. Và bây giờ chúng ta cũng đã vừa SIM khởi động xong chiếc máy này. Và các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình chúng ta có một cái cụm camera, hay chúng ta còn gọi là nốt ruồi, sẽ được tích hợp hai camera ở trên cái dòng Samsung Galaxy S10 Plus. Còn ở trên những cái dòng Samsung Galaxy S10 thường thì chúng ta sẽ chỉ có một cái camera mà thôi, nó sẽ không chiếm nhiều diện tích. Và ở đây các bạn cũng đang chứng kiến một cái giao diện. Giao diện này chính là giao diện khởi động của Android P, hay là chúng ta còn gọi là Android 9. Rồi, và khởi động rất là nhanh. Hình nền của Samsung Galaxy S10 cũng đã được thay đổi. Các bạn có thể nhìn thấy là ở cái phần trên này, ở cái phần trên này thì cái phần màu đen nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm lu mờ đi cái phần camera nốt ruồi, cái phần camera selfie như vậy. Đó, và nói chung là mình cảm thấy Android Pie này thì giao diện, những phần icon của nó khá là đẹp, nhìn tối giản và nó cũng thân thiện, khá là ngộ nghĩnh nữa. Rồi, và màn hình của chúng ta thì sẽ có một màn hình 6.4 inch cho chiếc Samsung Galaxy S10 Plus với độ phân giải là 2K. Và tấm nền của nó sử dụng vẫn là thương hiệu của Samsung Super AMOLED. Và mình cảm thấy là nó hiển thị những cái màu sắc ở trên màn hình rất là chân thực và sống động. Tiếp theo đó thì chiếc Samsung Galaxy S10 Plus này với cái bản chính hãng được bán tại Di Động Thông Minh thì các bạn sẽ được trang bị một con chip, đó chính là Exynos 9820, với một cái con chip rất mới của Samsung. Và bây giờ thì mình sẽ thử vào cái phần camera của máy để xem là nó sẽ có những cái phần gì nổi trội trong cái phần giao diện hay không.
Thì ở cái phần camera này thì mình thấy ở trên Android Pie cũng như là cái phần giao diện của Samsung là One UI thì mình thấy giao diện của nó cũng đã khá là thân thiện để chúng ta có thể có những cái thao tác sử dụng bằng một tay tốt hơn. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có bộ 3 camera với độ phân giải lần lượt là 12 megapixel là camera ống kính chính này, 12 megapixel nữa thì chúng ta sẽ có zoom quang học và 16 megapixel thì chúng ta sẽ có chế độ chụp góc siêu rộng. Và mình có thể thấy ở đây là chúng ta cũng có thể các bạn có rất là nhiều chế độ chụp. Và như mình đã chia sẻ ở đầu video thì cái mặt lưng này các bạn sẽ được trang bị một cái mặt lưng kính là Gorilla Glass 5. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn có thể mua được cái phiên bản với dung lượng bộ nhớ là 1T thì các bạn sẽ có một cái mặt lưng được làm bằng gốm phủ kính khá là đẹp của Samsung, mới được tích hợp đầu tiên trên những cái dòng sản phẩm flagship này, một cái mặt lưng làm bằng gốm nhá. Và bên cạnh đó thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong máy hơn. Và các bạn có thể thấy giao diện mình đã chia sẻ thì chúng ta có một cái giao diện hoàn toàn mới này. Khi mà các bạn mua ở di động thông minh thì các bạn sẽ được tận hưởng một chiếc máy chính hãng đi kèm với cả chất lượng bảo hành lâu dài cũng như là bảo dưỡng toàn diện hơn cho chiếc máy của mình. Chiếc máy sẽ được trang bị một con chip đó chính là Exynos 9820, một con chip mới nhất của Samsung mới được trình làng. Ngoài ra thì phiên bản trên tay mình hiện tại đang là phiên bản 8GB, 128GB bộ nhớ trong. Và nếu như mà các bạn có thể tham khảo thì các bạn hãy truy cập vào website của di động thông minh.vn đang sẵn hàng sản phẩm Samsung Galaxy S10 Plus cũng như là S10. Các bạn cũng có thể tham khảo mức giá tại đây. Vâng, và vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn một video mở hộp trên tay nhanh chiếc Samsung Galaxy S10 Plus và mức giá của nó hiện tại khi mà các bạn mua tại di động thông minh thì sẽ có mức giá là 22.990.000, và nếu như mà các bạn mua bản Samsung Galaxy S10 thì sẽ có mức giá là 20.990.000. Và vừa rồi là một cái thử thách 10 ly rượu và sau đó thì unbox một cái sản phẩm rất là mới của Samsung Galaxy S10. Và các bạn đánh giá như thế nào về chiếc máy này? Liệu với mức giá là hơn 20 triệu thì chiếc máy này nó có xứng đáng là một chiếc máy flagship của năm nay, cạnh tranh với các sản phẩm iPhone XS Max của Apple hay không? Hãy để lại tất cả mọi cảm nhận của bạn ở phần comment của video này, và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của DReviews nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Sai quá.